nước chấm thần thánh cho xài. Ăn vô một là té đái, hai là chảy nước miếng ròng ròng. Mình thử mình cắt xoài ra mình ăn thử coi sao. Chắc phải đem hai ba ba mớ đồ ra ngồi ăn nha, cho vui chứ. Này mới mua bên đây 15 pound xoài. Nó nói là xoài Thái mà ăn nó chua chua lét. Mình tí làm nước chấm em ra chấm ăn thử coi sao. Hello các đồng minh, nghe giang hồ đồng đại ai đó bán xoài, nhà mình tham lam quá quốc kia 35 thao về nhà ăn tưởng cái xoài Thái, biết Thái gì nữa, bữa nay ra phát hiện ra Thái thành là Thái này Thái giếng, Thái dứng gì luôn nữa, chua, chua bá đạo luôn. Cái làm thêm một chén mâm ruốc cây chấm vô ăn thử. Ăn cái này không có gì hết trơn, không phải là mình show off cách ăn chua của mình không, tại muốn lấy một tí nước miếng của mọi người thôi. Không? Ăn cái này là không có thời gian gì hết, là lấy nước miếng thôi. Thấy không? Thấy ngon không? Thì ăn thử đi thôi nha. Đồ chấm thì ngon, xoài thì quá chua. Này mắm ruốc gì ta? Thịt ba rọi, hành, rồi ớt, tôm khô. Đầu ý xào chiên lên cái nửa vàng nha. Ăn nó giòn giòn ra cứng cứng, bùi bùi. Ăn rất là ngon. Mà cũng rất là chua. Cây thì được mà ăn chua cái này hơi quải quá. Cái này phải làm thêm tô một chấm mắm tôm nữa, mình đánh thử mắm tôm cái mùi vị ta. Không nội mẹ ơi, nó chua trời ơi trời luôn. Đánh cây rồi nó còn trộn vô cái mùi chua chua vậy nữa. Làm ăn thử ngon lắm. Ai ăn cay ăn được, cái này thì hơi cay nha, tới trước nha. Làm ăn thử ngon lắm. Đúng cái xoài Thái nó phải ngọt, nó giòn. Cái này cũng có độ giòn luôn mà nó không phải là Thái ngọt mà Thái này Thái chua sao. Vậy nó chua bá đạo luôn. Ăn cái ốc cục lên tới đầu luôn. À. Thấy không? Biết nhìn thấy rõ không mấy mình đây nè, thấy không? Đó, thấy không? Đó. Tôm khô rồi lum la cho nó xào lên. Đúng ra mình phải làm ba loại nữa nước chấm à. Mắm tôm, mắm đường. Quá.
này cũng được, mình ăn ba thứ lừa luôn, mình có cảm giác nó mùi vị sao. Mắm đường thì mình ăn rồi, mắm này thì mình ăn lần thứ hai, lần đầu tiên ăn nhà cô Nga làm á. Ăn cái này thì nó ngon lắm, ăn có cái này ăn chung mình nó không có ngán, tại cái này nó chua, xoài nó chua nó giòn. Cái này là đậu cai thì nó có mắm ruốc với mắm đại với tôm khô, rồi coi xào lên thì nó cái mùi vị nó cũng hơi bay mùi tôm khô với mùi tôm ruốc nó đi chung. Nó cũng có cái thủng thủng. Việt Nam mình ăn mấy cái đồ lạ lạ không được đúng không? Món nào nó thủng thì lại nó thơm nó ngon. Ai có xem video này nếu có chảy nước miếng đừng có coi, đừng có chửi mình nha, mình chỉ là nạn nhân thôi. Bữa nào ngồi mà thấy ngứa ngứa lỗ tai mà biết có bị gì bị chửi à? Đồ chấm thì ngon, sầu thì chưa ai cũng biết đúng không, chua ghê hồn quá. Bây giờ có chảy nước giải không vậy? Giờ có chảy nước giải nhớ để cái comment cho mình biết nha, và làm ăn thử đi, ngon lắm. Thank you for watching, see you again.